Nhằm hưởng ứng đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đáng Giáp Thình 2024, Công an quận Cái Răng phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hưng Thạnh tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật cho người dân trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền bao gồm các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phổ biến các thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản, tố giác và tham gia cùng với lực lượng chức năng truy bắt tội phạm. dịp này phường Hưng Thạnh cũng trao tặng 10 phần quà cho các hộ gia đình tiêu biểu tại địa phương, mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và một bình chữa cháy.